Xin chào quý vị và các bạn Chương trình hôm nay Chúng tôi đề cập nhật Một số thông tin mới nhất về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ Thưa quý vị Những thông tin mới nhất Về cái cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ Cho đến sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020 Theo giờ Việt Nam những thông tin chúng tôi tổng hợp qua cái hệ thống truyền thông và báo chí cả các cái hãng thông tấn như sau thưa quý vị. À, thông tin thứ nhất là Đức Giao Hoàng Francis gọi điện chúc mừng ông Biden. Thông tin thứ hai là các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nói rằng là ông Biden phải được báo cáo tin tức an ninh tình báo. Thông tin tiếp theo là một thông tin cho cái cuộc đấu về pháp lý của Tổng thống Donald Trump thì trẻ nhàn Pennsylvania đã ra phán quyết có lợi cho cái chiến dịch của Tổng thống Donald Trump. Và thông tin tiếp theo là trại nhà án của Arizona thì bác bỏ yêu cầu của phía chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đòi niêm phong cả cái bằng chứng về cái vấn đề gọi là gian lận bầu cử. Và những một thông tin tiếp theo về cái những hành động của Tổng thống Donald Trump là Tổng thống Donald Trump đã ra sắc, sắc lệnh cấm đầu tư có lợi cho quân đội Trung Quốc. Và tiếp theo nữa là chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt cái dự án dẫn khí đốt của Nga. Thông tin tiếp theo là Tổng thống Donald Trump Tính lập một cái đế chế truyền thông mới để mà hạ bệ cái hãng truyền thông Fox News. Và thông tin cuối cùng là thưa quý vị là tổng thống Donald Trump đã được đề nghị một cái hợp đồng viết hồi ký với cái số tiền rất là lớn đến 137 triệu đô la Mỹ. Đó là thông tin cập nhật về tình hình bầu cử của quốc hội Mỹ, à, bầu cử tổng thống Mỹ hiện nay thưa quý vị. À, chi tiết cả các thông tin chúng tôi tổng hợp từ các cái nguồn thông tin Của các hãng truyền thông như sau. Đức Hoàng Francis sáng thứ năm ngày 12 tháng 11 đã gọi điện thoại nói chuyện với tổng thống đắc cử Joe Biden. Đức Hoàng là vị lãnh đạo thế giới mới nhất ngỏ lời chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden theo bản tin của Politico. Ông Biden đã cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francis do đã cho cái lời chúc mừng và phép lành cũng như nhắc đến sự trân trọng của ông đối với sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng trong việc khuyến khích hòa bình, hòa giải mối ràng buộc chung của con người trên khắp thế giới. Theo một cái bản tin của thông báo do Ủy ban chuyển tiếp của ông Biden đưa ra, nội dung như vậy. Bản thông báo cũng cho biết là ông Biden đã bày tỏ ước muốn được cùng làm việc trong tinh thần chia sẻ sự tin tưởng chung vào phẩm giá và bình đẳng của mọi con người trong những vấn đề chăm sóc cho những người nghèo và yếu đuối giải quyết vấn đề khủng hoảng khí hậu chào đón cũng như là hội nhập người di dân và người tị nạn vào cộng đồng của chúng ta cuộc nói chuyện này diễn ra sau khi một số nhà lãnh đạo khác của thế giới đã liên lạc với ông Biden trong những ngày gần đây gồm cả tổng thống Pháp Emmanuel Macron Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Iceland Michael Martin và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Biden sẽ là lãnh tổng thống theo đạo công giáo thứ nhì ở Mỹ. Sau tổng thống John Kennedy, ông Joe Biden thường nêu lên các trích đoạn kinh thánh khi đi mà vận động các tranh cử và cũng mang theo chuỗi tràng hạt ban cuối trong người. Đó là cái thông tin về chuyện là sáng ngày hôm nay giờ Mỹ tức là đêm qua giờ Việt Nam thì giáo hoàng Francis đã gọi điện để chúc mừng ông Biden. À, thông tin tiếp theo thưa quý vị là thêm hai thượng nghị sĩ cao cấp của phía Đảng Cộng hòa nói với CNN rằng Hôm thứ Năm, à, 12 tháng 11 thì họ nói rằng là Tổng thống đắc cử Joe Biden phải được báo cáo về các tin tức mật liên quan đến an ninh quốc gia như điều vẫn thường thấy trong thời gian cả các chuyển tiếp ở trước đây thượng nghị sĩ chuck Grassley ở iowa giới chức thân thâm niên nhất của đảng cộng hòa tại thượng viện nói rằng là ông nghĩ rằng ông biden phải được nhận báo cáo mật để có thể chuẩn bị sẵn sàng cho trách nhiệm của mình thượng nghị sĩ john turner ở south dakota Người đứng hàng thứ nhì trong giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng nói với CNN rằng ông Biden phải nhận được các báo cáo mật này. Ông Thân nói rằng là tôi nghĩ đến việc chuẩn bị cho mọi tình huống là điều hợp lý. Trong khi đang có kiện tụng, tôi không thấy có vấn đề gì với việc mà ông Biden nhận được các cái báo cáo và từ góc cạnh an ninh quốc gia thì đây là một sự liên lạc cần phải có. Các tuyên bố của hai ông Grassley và Thân được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Lan Crawford ở Oklahoma hôm thứ Tư nói rằng ông sẽ can thiệp nếu sang ngày thứ Sáu tuần này mà ông Biden vẫn chưa được thuyết trình các tin tức về tình báo mật. Cũng trong ngày thứ Năm thì các thượng nghị sĩ Cộng Hòa như bà Lisa Susan Collins ở Maine và ông Lisa Graham ở South Carolina cũng đều có ý kiến phát biểu đồng ý để cho ông Biden có được các báo cáo mật của cơ quan tình báo. <laughs> Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marco Rubio ở Florida hiện đang là quyền chủ tịch Ủy ban tình áp báo của Thượng viện. Hồi đầu tuần này khi được hỏi là liệu ông Biden có nên khởi sự nhận báo cáo hàng ngày hay không? Thì ông ta nói rằng là tôi không thấy việc dự phòng cho cuộc chuyển tiếp quyền lực có trở ngại nào cho việc kiên tùng của Tổng thống đó là cái thông tin về cái chuyện là một số các nghị sĩ của đảng cộng hòa thuộc đảng của tổng thống donald trump hiện nay đang đại diện Đấy, đề nghị rằng là cái việc ông joe biden nhận được các cái thông tin tình báo là cái chuyện rất cần thiết để cho vấn đề an ninh quốc gia còn cái chuyện kiện tụng của tổng thống donald trump thì cái vấn đề này không ảnh hưởng đến việc kiện tụng của tổng thống Ở thông tin tiếp theo về cái vụ kiện của tổng thống Donald Trump ở các cái tiểu bang thưa quý vị thì một cái tranh án ở tiểu bang Pennsylvania đã ra một cái phán quyết mà có lợi cho sự tranh cẩm uh, tranh cử của tổng thống Donald Trump vào hôm thứ năm ngày 12 tháng 11 theo đó thì tiểu bang này không được phép tính cái phiếu bầu nào mà cử tri chứng minh ai đi nhưng mà cử tri đã không làm như vậy trước thời hạn chót là ngày 9 tháng 11 theo cái hãng Fox News đã đưa tin Fox News đưa tin rằng là các cử tri mà đã không chứng minh được cái ID ID tức là cái vấn đề cái thông tin về nhân thân của mình trong cái lá phiếu mà trước cái ngày mùng 9 tháng 11 thì những cử tri mà chứng minh sau đó là phải bỏ loại bỏ cái phiếu đó ra theo luật của tiểu bang Pennsylvania thì sau ngày bầu cử cử tri có được đến 6 ngày năm nay tức là từ bầu cử ngày mùng 3 thì đến ngày mùng 9 tháng 11 mà để các cái cử tri sửa cái lỗi của cái phiếu bầu như là thiếu chứng minh cái ID, ID tức là cái giống như kiểu cái chứng minh nhân dân của mình thưa quý vị cái số để mà mình xác nhận định cái nhân thân của mình. Thì một số cử tri người ta có thể quên có thể sót các cái ID trong cái lá phiếu cử tri của mình thì cái luật của tiểu bang Pennsylvania là 6 ngày sau bầu cử thì cử tri có thể là đến để mà sửa cái ID của mình sắc về, sửa lại cái đó. Nhưng mà sau khi bà tối Cao Pháp viện của Pennsylvania thì lại cho phép kéo dài cái thời gian nhận phiếu bầu thêm 3 ngày sau bầu cử, tức là mùng 6 tháng 11. Thì bà Kathy bộc và thuộc Đảng dân chủ là Bộ trưởng Bộ Hành chính tiểu bang đã trình lên tòa một quy định cho phép cử tri chứng minh cái ID của mình đến cái ngày 12 tháng 11, tức là sau thời hạn chót nhận cái cái phiếu bầu cử là 6 ngày. Quy định này được ban hành trước ngày bầu cử 2 ngày. Và tòa cứ luận rằng là với tư cách của một bộ trưởng hành tránh tiểu bang thì bà Cathy và không có thẩm quyền ban hành cái quy định hôm 1 tháng 11 năm 2020 về cái việc thay đổi thời hạn chót để một số cử tri chứng minh ai đi. Trẻ nhà án Mariana Leavitt cho hay trong một phán quyết của tòa. Tức là tòa của tiểu bang Pennsylvania đã nói rằng cái lệnh của cái ba trưởng bộ trưởng hành chính tiểu bang cho phép những cái người bỏ phiếu mà có thể kéo dài thời gian để chứng minh ID của nó thêm 3 ngày từ đến ngày 12 tháng 1 là vượt qua thẩm quyền. Do đó mà tòa đã bác bỏ cái chuyện đó. Phán quyết này đúng ý của ban tranh cử của tổng thống Donald Trump. Bởi vì bên kỳ chiến dịch của tổng thống Donald Trump tranh cãi rằng là luật tiểu bang Pennsylvania là không có cơ sở để gia hạn thời hạn chót để chứng minh ID và cái việc bà va không có thẩm quyền để đương phương, thay đổi cái luật đó thì hiện nay tòa đã chấp thuận đi điều này và Pennsylvania đã ra lệnh tách riêng toàn bộ số phiếu nào mà được cử tri chứng minh ID từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 11 bỏ riêng ra cho đến khi tòa giải quyết tòa quyết định thì sẽ giải quyết số phiếu này như thế nào có nghĩa là cái số tòa phiếu mà những cái người cử tri mà đưa đến để chứng minh cái ID của mình sau từ ngày mùng 10 trên 11 12 sau cái ngày bầu cử là 9 ngày thì đã được tách ra và cái số phiếu đó hiện nay thì tòa ở Pennsylvania đã phán quyết rằng số phiếu đó là không được tính bởi vì ba bộ trưởng hành chính của tiểu bang này không có cái quyền hạn để mà ra cái lệnh như vậy hôm thứ năm thì tránh án levis đã không cho phép ký tính cái số phiếu đó và đây là một trong vài vụ kiện mà ban tranh cử của tổng thống donald trump đang tiến hành ở pennsylvania theo lịch thì vào ngày thứ sáu họ sẽ ra điều trần về hàng ngàn lá phiếu và họ tuyên bố rằng là thiếu thông tin cần thiết nhưng vẫn được kiểm ngoài ra thì tiểu bang về tranh tụng của Tổng thống Donald Trump cũng đang chờ tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết để xác định xem là cái việc mà tối cao Pháp viện của cái tiểu bang Pennsylvania này gia hạn nhận phiếu bầu thêm 3 ngày sau bầu cử thì có lập hợp lệ là hay là không? Có nghĩa rằng là ở tiểu bang đó thì luật lệ của họ là cho phép là 6 ngày thì được sửa ID cho còn được phép nhận phiếu bầu sau ba ngày sau ở cử có nghĩa là bầu ngày mùng 3 tháng 11 thì có thể là nhận phiếu bầu cho đến ngày mùng 6 tháng 11 thì có hợp lệ hay không thì hiện nay cái, cái bộ phận tranh tụng về về pháp lý của tổng thống Donald Đan Trump đang đưa lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ để mà ra để yêu cầu từ cao pháp viện Hoa Kỳ ra và phán quyết rằng là cái tối cao pháp viện của cái tiểu bang Pennsylvania đã gia hạn được việc nhận phiếu bầu thêm 3 ngày thì có hợp với hiến pháp hay không. À, một thông tin tiếp theo nữa thưa quý vị là tại Arizona, cái tiểu bang Arizona là tiểu bang mà có 11 đại cử tri mà đã tạo ra những cái sự tranh cãi khá lớn thời gian vừa qua. Đặc biệt là cái khi mà hãng Fox News đã đưa ra một cái thông tin là ở đó là ông Joe Biden đã thắng cử đã thắng cái 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 số phiếu đại cử tri đó so với tổng thống Donald Trump. Và cái điều này đã làm cho tổng thống Donald Trump hết sức là mực mình và ông gọi điện ngay cho ông chủ của cái hãng Fox News. Thì cái bộ phận gọi là chiến dịch tranh cử của tổng thống Donald Trump đã đưa các cái đơn kiện tại tiểu bang này cho rằng ở đó có rất nhiều những cái gian lận về bầu cử thì cái tòa thường thẩm ở Arizona đã mở cái vụ kiện mở vụ xét xử và tránh án là ông Daniel Kelly tòa thường thẩm đã giữ phiên tòa này tòa thường ở Arizona Maria Coppa County đã cũng đã phủ quyết cái yêu cầu của cái nhóm tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump đòi niêm phong các cái bằng chứng mà họ dùng để cáo buộc các cái nhân viên phòng phiếu ở Mark Ricopa County đã không làm đúng khi mà bác các lá phiếu của họ trong cái ngày bầu cử. Chả nhà Daniel Kelly đã đồng ý với khẳng định của cái giới chức của các cái cơ quan bầu cử ở tại tiểu bác này nói rằng là công chúng có quyền biết được những cái bằng chứng của bên nguyên tức là bên cái tiểu bang tranh cử tái tranh cử của tổng thống donald trump đã đưa ra những cái nguyên đơn có các đưa ra các cái bằng chứng nó như thế nào theo nhật báo arizona republic thì phía ông trump đã cáo buộc các nhân viên quan bầu cử là không áp dụng đúng thủ tục và để hàng ngàn lá phiếu không được đếm nhưng mà cơ quan bầu cử Maricopa County ước đoán là cái số phiếu là có cỡ khoảng 180 lá phiếu có thể có gặp trục trặc. Nhưng với con số đó thì viên chức là cho biết rằng là không thay đổi được cái kết quả bầu cử đại điểm. Tức là trong tất cả đó thì có khoảng 180 lá phiếu thì có thể có những cái trục trặc. Trục trặc về dân thân, trục trặc về vấn đề bầu cử những thế này khác. Nhưng mà họ nói rằng là với cái số con số 180 lá phiếu đó thì không có thay đổi được cái kết quả gì của cái cái số phiếu đại điểm. Theo kết quả điểm phiếu ở đến lúc này thì cử tri Arizona bầu cho ông Biden nhiều hơn tỷ lệ là 0,3% so với Tổng thống Donald Trump. Và hiện tại thì trình, tiến trình kiểm phiếu vẫn tiếp tục. Và đến chiều thứ hai thì ông Biden đang dẫn trước với 14.746 phiếu so với Tổng thống Donald Trump. Đảng Cộng hòa cửa tiểu bang Arizona và cái Đảng Cộng hòa toàn quốc đã nộp đơn kiện vào hôm thứ Bảy vừa qua tại môn Montgomery County thì Pennsylvania thì theo biên bản của tòa thì khi bị giải nhà gặng hỏi rằng là có bằng chứng về để kết luận rằng là 592 lá phiếu mà đơn kiện đã tố cáo là sai trái hay không thì Jonathan Goldstein là luật sư của bên tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận rằng là không có gì sai trái trong 592 lá phiếu mà họ đưa ra đưa ra đơn kiện để làm bằng chứng còn tại một cái phiên tòa khác diễn ra ngày thứ năm là ngày mùng 5 tháng 11 tại Philadelphia, Pennsylvania thì ban tranh cử của tổng thống kiện rằng là tại cả các phòng kiểm phiếu đã không cho các quan sát viên của phía Cộng hòa vào. Nhưng mà khi trả nhà Paul Diamond hỏi là có bao nhiêu người của các ông có mặt tại phòng phiếu thì luật sư ở bên phía tổng thống Donald Trump đã trả lời là thưa tòa không có ai. Tòa hỏi lại một lần nữa rằng là tôi hỏi lại trước tòa ông hãy trả lời là có người của bên Nguyên trong phòng đến kỳ kiểm phiếu hay không. Thì luật sư của phía bên ông Trump đã trả lời rằng là thưa là tòa là có. Và sau đó thì trả nhà đem mình đã phán quyết rằng là cho phép mỗi bên kể cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa được có 60 người ở trong phòng phiếu. Nhưng mà sang cái ngày thứ sáu kế tiếp đó thì à, phía bên Tổng thống Donald Trump chỉ đưa 12 người đến trong khi phía đảng Dân Chủ là còn 5 người. Tức là đã diễn tiến các cái cuộc cái vụ kiện à, tại các cái tiểu bang mà bên vận động của Tổng thống Donald Trump đang đưa ra kiện thưa quý vị ở Arizona, Pennsylvania rồi một số nơi khác như chúng tôi đã thông tin. À, thông tin tiếp theo thưa quý vị là Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm ngày 12 tháng 11 đã ký mật lệnh là cấm người Mỹ đầu tư vào các cái công ty của Trung Quốc nào mà chính quyền Mỹ cho rằng là của các cái trung của quân đội của Trung Quốc. Thì hãng tin CNN đã đưa cái thông tin này. Lệnh của tổng thống Donald Trump chỉ ra là 31 công ty của Trung Quốc mà chính quyền cho rằng là giúp phát triển và hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc. PLA, và là trực tiếp đe dọa an ninh Mỹ. Lệnh còn cấm các nhà đầu tư Mỹ sửa hữu hoặc mua bán bất kỳ chứng khoán nào của các công ty đó, như là quỹ hữu bổng hoặc là nắm giữ cổ phần. Lệnh của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực từ ngày 11 tháng riêng năm 2021. Ông kỳ lệnh giữa lúc mà cái cuộc chiến thương mại và công nghệ giữa hai quốc gia đang có của cái nền kinh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngày càng nóng lên. Trong số 31 công ty bị nếu tên tra... trên đây thì có công ty Huawei, Công ty sản xuất điện thoại và công ty High Vision là một trong những nhà sản xuất cung cấp camera giám sát lớn nhất thế giới hiện nay. Vài công ty bị đưa vào danh sách đen như là China Telecom và China Mobile có giao dịch chứng khoán trên thị trường New York. Đó là một cái đòn mới mà Tổng thống Donald Trump vừa dán vào trong mối quan hệ đối với Trung Quốc là cấm đầu tư vào cơ quan Trung Quốc cũng như mua cái cổ phần tại cơ quan Trung, của Trung Quốc mà chính phủ Mỹ cho rằng là có liên hệ hoặc là có cái thành phần hoặc chỉ đạo của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Một thông tin tiếp theo, theo nữa thưa quý vị là các quan chức Mỹ cho biết là các biện pháp trừng phạt được cho là có thể cản trở dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 tức là dòng chảy phương Bắc 2. Một trong những dự án quan trọng nhất của Nga tại châu Âu đã được đưa vào cái dự luật chính sách quốc phòng thường niên trước này. Theo Lombard thì dự án này với chi phí là 11,2 tỷ đô la. Nối Nga và Đức tăng gấp đôi công suất đưa khí đốt giữa, ở dưới biển từ phía Nga để tới châu Âu thông qua Đức. Các nhà đàm phán của Hạ viện và thường viện Mỹ đã đồng ý nhắm vào mục tiêu là các công ty bảo hiểm và kỹ thuật trong dự án nói trên, bao gồm tất cả các tàu trợ giúp các hoạt động đặt đường ống hoặc di chuyển dưới đáy, di chuyển đá dưới đáy biển. Dự luật quốc phòng dự kiến được lưỡng viện thông qua quốc hội Mỹ thông qua vào cuối năm nay trước khi Tổng thống Donald Trump Khi ban hành. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng là đừng dẫn ống dẫn khi bộ trên sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Nga đối với châu Âu. À, thưa quý vị, một thông tin tiếp theo đối với Tổng thống Donald Trump thì ông Donald Trump được cho là có kế hoạch thành lập một cái công truyền một cái công ty truyền thông sau khi mà kết phải kết thúc nhiệm kỳ tổng thống nếu như là ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống năm nay lần này thì ông sẽ khi mà kết thúc cái nhiệm nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump nhiệm kỳ này thì ông sẽ thành là một công ty truyền thông để mà lôi kéo khán giả và hạ bệ hãng Fox News Ở thưa quý vị là cái hãng Axios cho biết rằng là ông Trump đã rất là thất vọng khi mà Fox News đã lên đến đỉnh tức là cái sự thất vọng lên đỉnh điểm sau khi mà cái hãng này sớm công bố về cái việc là đảng ứng viên của đảng dân chủ là Joe Biden đã thắng cử tại bang Arizona trong cuộc bầu cử tuần trước và ở bang Arizona thì việc kiểm phiếu rất là lâu nhưng mà khi mà đã cái hãng Fox News đưa tin rằng là ông Biden đã chiếm được 11 cử tri tại cái tiểu bang này thì tổng thống Donald Trump rất là khó chịu là bởi vì lúc bây giờ đang làm cái sự tranh cãi đang giữa hai bên bên này thua bên này thắng và vượt lên vượt xuống hai bên rất là căng thẳng cho nên những ngày gần đây thì bang Arizona mới công bố kết quả thế nhưng mà ngay cái hôm đó thì cái hãng Fox News đã đưa thông tin và rằng là có ông Biden đã chiếm được một cái phiếu đại cử tri tại cái bảo tiểu bang Arizona cho nên là à, tổng thống Donald Trump rất là khó chịu trong cái việc này và trở thành cái mâu thuẫn cái động thái của Fox News đó được xem là một cái độ tạo ra một cái động lực để cho ông Trump lập ra một cái mạng phát trực tuyến kỹ thuật số làm suy yếu Fox News. Cái truyền hình mà trước cái giờ vẫn là thân thiện với phe bảo thủ, tức là thân thiện với đảng Cộng Hòa. Ông ấy có cái kế hoạch phá hủy Fox News, không còn nghi ngờ gì về việc này. Axios dẫn người nguồn tin cho hay. Uh, Washington Esamia đưa tin là ngay sau khi Fox News xuống thường tên ông Biden chiến thắng ở bang tiểu bang Arizona thì đương kim tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Rupert Murdoch là chủ sở của Fox News để phàn nàn với cái điều này và yêu cầu Fox News rút lại cái kết quả đã công bố nhưng mà ông này đã từ chối. Ông Trump đã lên một cái kế hoạch tạo một kênh truyền thông kỹ thuật số chuyên phát trực tuyến vốn rẻ hơn và nhanh hơn cân kênh truyền hình cáp Đối tượng là khán giả ông Trung hướng đến chủ yếu là những người đã hâm mộ ông và sẵn sàng bỏ ra phí thuê hoàng hàng tháng để theo dõi. À, từng là một cái người yêu thích và có mối quan hệ gần gũi với kênh Fox News. Song ông Trump rất gần đây đã cho rằng cái kênh này càng ngày có cái càng có cái xu hướng gọi là nghiêng về bên phía tả tức là phía đảng dân chủ. Và ông kêu gọi người ủng hộ mình chuyển sang xem các kênh bảo thủ khác như là One America News và Newmax tức là hiện nay thì ông Trump ông còn tín nhiệm hai cái hãng truyền thông là An America News và cái trang New à, một thông tin tiếp theo về tổng thống Donald Trump thưa quý vị là báo New York Post đã dẫn một nguồn tin thân cận với tổng thống Donald Trump cho biết rằng là ông đang bị dội bom bởi các cái hợp đồng viết sách và truyền hình mà tổng giá trị của nó có thể lên tới 137 triệu đô la cả hợp đồng viết sách và truyền hình là một cái kế hoạch B nếu như ông không thắng cử à, cái nguồn tin trên nói về New York Post như vậy và người ta kêu gọi rằng là hãy biến 70 triệu lá phiếu thành cái số người xem và các doanh số bán sách kỷ lục tất cả các sách có nội dung chống ông Trump đều hái ra tiền vì thế cuốn sách từ chỉ như ông Trump chắc chắn sẽ thành công vang dội thông tin này được đưa ra trong bối cảnh mà chiến dịch cái tranh cử của ông Trump đang tiến hành cuộc chiến pháp lý nhằm phản đối kết quả bầu cử mang lại chiến thắng cho gia đình cho, cho chính trị gia dân chủ là ông Joe Biden. Cụ thể là đội quân của ông Trump đã đấm đơn kiện ở nhiều tiểu bang quan trọng với một cái cáo buộc gọi là có cái tình trạng gian lận phiếu bầu đang rộng khắp. À, thưa quý vị, đấy là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về cái tình hình bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hiện nay qua cả các cái hãng truyền thông lớn ở trên thế giới. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của tôi và hẹn gặp lại trong chương trình về tình hình thời sự Việt Nam cũng như bình luận thời sự Việt Nam và các chương trình khác. Xin cảm ơn quý vị.